cái xe S8 này của chú này sẽ có gồm hai bộ chìa khóa. Hai bộ chìa khóa là đây phải không? Dạ đúng rồi, là sẽ có hai chìa khóa cơ và hai chìa khóa điện tử, con là tách ra cho chú rồi. Để chú cất một bộ đi để tránh trường hợp là mất thì chú còn có cái sử dụng tiếp theo. Chú hiểu ý con không? Ừ. Nghĩa là một cái bộ này chú sẽ cất đi. Còn một cái bộ này chú sẽ sử dụng. Cái này cất. Vâng. Đây, còn cái chiếc xe này có thể sử dụng không cần chìa khóa, không cần cắm chìa khóa vào đấy. Đấy, là bật là xé lên. Là có điện hả? Vâng, con nói luôn nhá. Cái đèn này là đèn định vị ban ngày. Cái đèn này là đèn định vị ban ngày này, sẽ không tắt đi được nhá. Đúng rồi, và đèn ở trong là sẽ có hai bi LED, một bi dưới và một bi ở phía trên. Đấy, chú thấy không? Đèn sợi đốt hai bi LED. Còn xuống dưới đây là hai cái đèn xi nhan ở tích hợp hai bên này. Con test luôn cho chú nhá. Đấy. Đấy, đầy đủ. Và xe này thì sẽ được sử dụng phanh đĩa. Phanh đĩa này thì một năm chú sẽ tra dầu một lần ở trên cái cụm tay phanh trên kia. Đúng rồi, hay cái dầu phanh này này. Cái lốp này sẽ là lốp 300-10, lốp không xăm nhé. Và hệ thống phanh trước là phanh đĩa. Về phía đằng cái yên này thì chú có thể kéo ra kéo rô được này. Đây này, con kéo ra. Đấy. Nào kéo ra. Đây, chú bấm ở đây. Ở đây bấm được không? Không. Vào đó bấm hả? Có cái cần đây này. Có cái cần ở đây, chú phải bấm ở đây, chú kéo ra kéo rô. Đấy, thì cái ghế lại tụt lại. Đúng rồi. Để khi mà chú đi hai người ạ. Rồi. Còn ở trên này của chú nhá, là sẽ có mặt đồng hồ con xé luôn nhá. Sẽ có cái mặt đồng hồ này, gồm là km này, số km đã chạy và pin. Đấy, và hệ thống đèn ở trên này sẽ hiển thị. Khi chú xi nhan ở trên này cũng sẽ hiển thị này. Đấy. Xi nhan trái phải trên màn hình đều hiển thị hết. Còi. Còn đây nhá, đây sẽ là nút này. L sẽ chậm nhất, số 1 sẽ chậm nhất là L, M, H này. Bấm nhanh ở chỗ này hả? Đúng rồi, H sẽ là số 3, đây là chú này, sẽ chạy nhanh nhất. Tiến lùi ở đây. Lùi bấm đây. Đúng rồi, lùi đây. Lùi sẽ có tiếng tít tít đấy. Còn tiến lên sẽ không có. Rồi. Còn về hệ thống sạc điện của xe sẽ nằm ở vị trí này. Sạc điện đâu, mở đâu? Đây. Chú cầm cái ổ sạc chú ấy vào. Cắm đây hả? Vâng. Đây anh Đông anh lấy. Đây sạc của nhà con giao cho chú là sạc mới hoàn toàn nhá. Lốp là lốp 300-10 hết. Vành đa cháu. Hệ thống đèn giải LED ở định vị phía sau và có đèn hậu hai bên. Có cái xe này thì có cái thanh chống đổ nhá, hai cái bánh chống đổ. Vì xe này nó rất là khỏe. Đấy, động cơ được làm mát bằng quạt gió. Được chưa? Đấy, chưa được làm mát bằng hệ thống dung dịch đâu nhá anh em nhá. Động cơ quạt gió thì cũng tạm được thôi. Dưới này sẽ có một cái cốp này và một bộ gương. Rồi. Cốp dưới bàn giao chú đây. Còn đây là một cái cốp phụ ở phía dưới yên. Đấy ạ. Và ở đây có một cái át tô mát, khi chú tắt cái át này đi nhá là sẽ mất hết hoàn toàn hệ thống điện của xe. Phải gạt sang trái. Và cái đây là coi như là mất hết hả? Dạ đúng rồi. Bật mới nào? Thì chú gạt sang trái nó sẽ là bật, gạt sang phải nó sẽ là tắt. Dạ nó một như một cái át tô mát ở trong nhà mình, hệ thống điện ấy, khi nó có sự cố thì trên xe nó sẽ tự dập ạ. Cái này gì đấy? Cái gì mà răng răng ấy? Cái răng răng này nó là cái chốt của cái yên này ạ. Dạ. Chết rồi. Kính chiếu hậu đây. Anh ra cho chú lốt kính chiếu hậu đi. Đây là màu đen pha ánh kim. Đó, mọi người thấy thấy không? Đây là có ánh kim này. Đi lúc nào chú đi quen được cái kính hậu này nắp nó đơn giản. Đây là giao cho anh ở Sài Gòn. Thế là hai kính. Đấy. Thì xe này có gương, hệ thống chống trộm, cái này cái gài phanh tay đây anh nhá. Chắc anh hiểu cái này rồi đúng không? Cái này sẽ ấn lên này, ấn lên thế này sẽ là gài, bóp và giật ra nó sẽ là thoát ra để mình đi ấy. Thì phải một tay bóp một tay giật xuống đấy. Dạ, đây là hệ thống chống trôi phanh đấy. Cái kia chỉ là cái lúm cao su thôi.
đó. Rồi, cái chiếc xe này thì có động cơ lên đến 800W, nhưng mà sẽ không có giấy tờ như nhà máy xăng tông nha anh em nhé. Rồi,